Đây, hello. Xin chào anh chị em bà con mình nữa nhá. Thật ngại quá, quay dở một cái quay hoài à. Mà cũng ráng thôi, cố gắng. Đấy, một chiếc xe nó mới về nữa nhá. Nó là dòng xe Fiat nhá. Fiat Senna. Đây, biển số 52V8359 nhá. Màu sơn của nó thì màu vàng cát. Đó, tổng thể bên dàn ngoài của nó. Đó, màu vàng cát nha anh chị em bà con mình nhá. Anh xe này mới vừa về, chưa dọn rửa dọn dẹp gì hết nhá. Đấy, cho nên là những cái còn những cái đường viền là đường liền này nó còn chảy chỗ chóc tè le đây. Đó. Còn đường trên đây của nó thì nó vẫn còn có những điểm chảy xước nhẹ. Với phần này thì em sẽ cho đánh bóng, đánh sơn tút lại luôn. Đó, đường nền này thì nó hơi xấu. Dòng Fiat Senna này thực tế mà nói thì nó đi rất là bền nhá. Bắp này sao nó mờ quá nhỉ? Đây, nét lại. Đó. Đi một vòng bên ngoài trước đi. Đi từng phần cho anh chị bà con mình dễ nhìn thấy, quay cho nó kỹ hơn. Bốn lốp của nó thì còn rất là cứng nhá. Bốn lốp của nó là 70-80%. Đây. Quay nó rõ rõ vô sâu luôn. Sát quá quay vô sâu không được. À, tay em chị. Lốp nó còn cả gai bọng ngoài còn quá trời nè. Bốn mâm của nó, bốn mâm sắt thôi. Rồi miếng ốp vô nữa, ốp nhựa vô nữa nhá. Đấy, là lốp lắp của nó. Hai cái đèn nó thì một cái đèn thì nó này đẹp này, này mới thay nè, còn mới keng sáng nè. Cái đèn bên này thì mờ rồi. Đấy, đèn này chắc phải đánh bát lên lại. Đó là bên phần dàn đồng của nó. Sẵn là mình quay luôn, còn dàn ngoài thì mình quay luôn dàn đồng, mình quay cái gầm luôn nhá. Tí nữa mình đi sâu vào cái phần nội thất bên trong nhá. Đây. Đó. Bên gầm của nó nhá. Không có dấu hiệu mục một nhá, anh em bà con mình nhá. Đó. Đây nó là cục sình à. Tay này nó là cục sình. Đấy, nó là dàn gầm của nó nhá. Gầm bên này không biết thế nào đây. Ngoại từ đầu, từ đít lên đầu luôn đi. Đây, lốp lát của nó đây nha. Lốp lát 4 vỏ như mới nha. Gầm bệ tương đối là ổn nha. Chưa thấy dấu hiệu gì mục một. Đó. Quay tiếp cái gầm bên này coi xem sao. Đấy.
Rồi, tầm bệ nó là thấy cũng khá ổn đấy. Đấy, chắc chắn. Thực tế là cái dòng Fiat này nó cũng rất là bền nhé. Thường thì nó là xe nhập của Ý. Đó, cửa nó là có hai nấc nhá. Ba nấc luôn. Đó. Mình mở ra mở vô nó kiểu cục cái nó vô nè. Cục cái nữa rồi nó vô cái nữa nè. Rồi đóng vô cái đó, ba nấc luôn. Đó. Nó không như những cái dòng khác. Đấy, và tiếp tục em sẽ quay vào cái phần nội thất của nó này. Đó. Đây, nội thất của nó là người ta cho một, người ta lót những cái đây, cái tay nào tay lái người ta cũng bọc lại rồi. Người ta mua cái bao tay da này, người ta bọc lại rồi nhá. Đó. Đấy, cái bao tay da người ta bọc hết lại rồi, bọc bao trùm hết lại rồi. Đó. À. Đây, người ta gắn cái này nó là cái mà để mà định vị điện thoại nhá. Cái con này người ta cũng có chạy dịch vụ nữa nhá. Con này người ta lấy về người ta cũng có chạy dịch vụ nữa. Đó. Theo em thấy là con này người ta cũng có chạy dịch vụ nữa, để em kiểm tra cái số công tơ mét của nó coi. 292.075 rồi. Đấy. Anh chị em và con mình cũng thấy đó. Số công tơ mét của nó đó, trước mặt đó. Vậy con này nó có đời 2003. Đời 2003 thì nó cũng có chạy dịch vụ rồi nhá. Đấy. Này nó chưa có đầu DVD nhá. Nó chỉ là có cái đài FM, mình nghe FM này. Đó, mà mình cắm YouTube vô cái lỗ này thì mình nghe nhạc rồi nè. Đó. Còn đây, nội thất đây người ta bọc hết lại rồi. Ghế này. Ghế này sờ bằng simili rồi loại da bò nhá. Giống da bò vậy nhá. Nội sắt thất của nó thì sạch đẹp nhá. Sàn bọng người ta đã bọc lại hết luôn rồi. Đấy. Trần của họ của nó thì cũng bọc lại 5D rồi. Đó. Tất cả nguyên cái trần bọng rồi người ta bọc hết lên luôn rồi nhá. Nội sắt thất của con này sạch nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay em sẽ test thử cái máy của nó để xem cái máy của nó có ok không nhá. Gầm bệ đồng sơn, gầm bệ thì em quay cho anh chị em mình coi hết rồi. Bây giờ em test cái máy. Đó, kiểm tra em xem coi ok không. Đề một phát chưa thấy nổ ra. À, nổ rồi. Đó. Xăng thì còn quá trời. Kim nhiệt thì ok, chuẩn. Máy móc nổ thì thấy nó cũng khá ổn định. Nhưng mà mình phải mở máy ra, mình xem cho nó thực tế. Đó, nội thất đẹp. Nội thất sạch sẽ. Đó. Cửa của nó thì nói chung là cửa bốn cánh em kiểm tra hết rồi nhá. Không có một dấu hiệu gì của đâm va quẹt nhá. Keo chỉ bốn cánh còn nguyên. Cốp trước, cốp sau, đầu đít cũng còn nguyên, không mất phân keo chỉ nào. Đó, và bây giờ em đi vào cái phần máy luôn cho anh chị mình xem luôn.
cái máy lên kiểm tra luôn, xem con máy nó nổ như thế nào nhá. Đây, con này nó là bản đủ nha, cho mình coi nhá. Đời 203 bạn đủ 4 cấp full nhé. Này xe nó về chưa có cho dọn rửa gì nha anh em mình nha. Đây, đầu nó những cái dấu đinh vít tán của nhà máy còn y nguyên nhá, không có cái dấu hiệu gì của mà đâm va đây nhá. Anh đang rà như là rà kim loại vậy á, không có thấy cái dấu hiệu của đâm va, không mất đinh tán mà cũng chẳng mất vân cao chỉ nào. Đây là cái cốc trước của nó. Đây, keo chỉ của nó còn nguyên một đường, không có mất một tí nào nhá. Đấy, bên này cũng vậy. Rồi đây là phần máy. Này người ta che đây là gì đây? Này là ốc người ta che đây. Nước nôi của nó còn không? Còn có xíu à? Nước này phải châm vô nha. Con này thì mới về, sau khi dọn rửa tất cả các thứ thì tụi em bán chiếc xe này nó chỉ có trị giá nó khoảng tầm chưa đầy 80 triệu đâu, nó chỉ tầm khoảng 75 triệu thôi, bán 75 triệu thôi nhá, mà tụi em phải dọn lại tất cả mới có giá đó nha. Dọn lại đẹp đẽ giao cho bà con thì được, thì tụi em bán ra sẽ là 75 triệu nhé. Vậy thì anh em mình nhắm tay chốt cọc con này với số điện thoại hoặc là liên lạc ở số điện thoại 0777 55 2222 nhé, hoặc là 0988 111 554 để biết thêm chi tiết nhé. Đây, rồi chào anh. Anh tới lấy xe gì anh nhỉ? Isuzu hả? Đây những anh trai đây cũng chiều muộn rồi, vẫn đi tới đây để xem xe, lấy xe nhá. Rồi các mấy anh mình cứ coi xe thoải mái đi. Vâng, mua không được thì tới tham quan không vấn đề. Chiếc đen như anh? Chiếc đen đó là 204. Có một chiếc thôi à? Một chiếc. Còn chiếc đen nào nữa không? Không còn chiếc nào hết. Có chiếc nào cứng cứng của dân đang xài mà giá nó cứng không? Tại vì mua xe về dùng luôn chứ còn. Vâng. Thì mấy chiếc này mình chỉ sử dụng thực sự mà đi gia đình tạm thì cũng được. Với đi mình chở đồ thì ok. 204 à. Bánh treo nó có 175 triệu à. Nhưng mà xe cứng. Con nào nó được tính. Nhưng mà xe cứng thì giá tầm tiền đúng là nó cũng phải cứng. Đúng rồi. Ngoài 2 xị. Đúng rồi. Con này thì 208 đăng ký 209 turbo. Máy móc ổn định. Gầm bệ thì chắc chắn giá nó, nếu mà dọn đồng luôn bên ngoài cho nó đẹp luôn á thì khoảng tầm 201 thôi. Alo, con này bé thế rồi.
con này nó là xe bánh gầm. Cái bánh treo là nó nhỏ lớn hơn hả? Đúng rồi, bánh treo thì nó cái bánh nó lớn hơn. Bánh gầm bé hơn. Đúng rồi. Nhiều người ta thích đi bánh gầm mà nhiều người ta lại trụ bánh treo. Bánh cao. Mình trong đó là phải đi bánh treo. Đúng rồi, bánh treo thì nó thích hợp đi những cái đường đèo dốc. Không có con nào cứng cứng coi con thầy. Đúng rồi, bây giờ hiện tại thì chưa về con nào mà gọi là đẹp. Nói chung là tương đối trung bình thôi. Nhà dân, nhà giếc thì giới thiệu cho con. Vâng. Phải như nào thì anh em mình tính chứ có gì đâu. Vâng, vâng. Tại là mua xe dùng là thích mua của dân luôn. Dạ, đúng rồi. Mua xe dùng, mua xe của dân thì mình cũng mua xe của dân vừa bán không. Chưa. Đấy thì khách tới tham quan thì người ta muốn mua những cái dòng xe Isuzu để người ta về người ta đi vừa đi gia đình mà vừa có công việc đi được. À, cũng không biết họ có thích con nào không. Tại trên đây em có hai con Isuzu thì nó thích hợp cho mình vào việc làm ăn thì nó hợp hơn. Đi gia đình cũng thì cũng tạm. Thôi chứ không, nói chung là được cái nó tiết kiệm nhiên liệu rồi. À, còn con này nữa đó, con này cũng mới về nhá. Con này, xe này, xe về tập lái này. Trước giờ anh em mình hỏi cũng nhiều lắm nè. Con này Honda Accord đời 83 nhá. Honda Accord đời 83, xe tập lái. Đấy. Cũng mới về, giờ em quay lên bán luôn. Giá thì hôm trước anh em mình kêu giá hai mấy triệu thì cứ quay lên nè, cho anh em mình ngó nè, xem nè. Thì hôm nay cũng mới về nè, 20 mấy triệu đây, 25 triệu bán nhanh và liền luôn. Máy móc. Vâng, ok anh. Rồi để có con nào em quay lên cho nhá. Thì mấy dòng xe cứng thì tầm tiền cao thì bây giờ bên em hết rồi. Đấy. Không có xe như ý thì mình cứ tới mình tham quan rồi mình về cũng được, không sao hết. Vâng. Vâng. Đấy. Em lại quằn lại với con xe Honda Accord này. Đây 25 triệu nhá. Em sẽ chỉnh sửa lại cho anh chị em bà con mình một chút vì con xe này nó đang có dấu hiệu là bị sôi nước đó. Máy móc thì vẫn nổ bình thường nhưng mà nó bị sôi nước rồi đó. Được cái là con xe này nó bốn cái la giăng đúc đây, bốn quả lốp láp của nó đây, bốn quả la giăng đúc nó hơi bị tuyệt vời nha, đẹp. Bốn quả len đúc với bốn cái lốp này không thì cũng có giá trị rồi nha. Lốp như mới nha. Này của anh em ở đâu tít ở Bình Định thì đã hai anh em đi phượt đi phiết gì á. Đấy, chạy về ngang đây ghé sẵn vô bán luôn. Chung xe này thì em mua nó cũng rẻ nha. Nên bán thì cũng rẻ lắm. Mà cái dòng xe này hiện tại nó cũng chỉ có vậy thôi. Có 25-30 triệu về cho anh chị em mình tập lái đó. Chạy chán chạy chê rồi cái xong rồi bán lại đó. Đấy nha. Thôi con này em chỉ sẽ quay sơ bộ cho anh chị em bà con mình xem thôi, tham khảo thôi. Đó thì hôm trước anh chị em bà con mình có con gọi điện cho em thì nói là nếu mà có nhớ mấy dòng xe tập lái tầm hai mấy triệu thì alo nhá. Thì cái khối lượng khách hàng của bên tụi em thì cũng khá lớn. Thật sự một ngày thì biết bao nhiêu đầu số gọi tới. Thì em xin phép là em cũng không có nhớ rõ lắm nhá. Vậy thì em quay lên YouTube luôn rồi cho anh chị em bà con mình dễ tham khảo nhá.
Giá con này chỉ có 25 triệu. Đây. Không nhiều nhá. Chỉ có 25 triệu thôi. Đó, về tập lái tập. Đó. Như em giới thiệu nó 4 quả lốp nó như mới. Máy đang vẫn nổ bình thường. Nước két thì bị sôi nước và phải cho xúc lại. Đây thì anh chị em bà con mình cứ nhanh tay mà chốt lấy nhá. Và liên hệ với em vào số điện thoại 0777 55 2222 nhá. Hoặc là 0988 111 554 nhá. Đó. Chốt nhanh vào liền. Đấy, mang về mà tập lái đi chạy nghịch có 20 mấy triệu chưa. Hầu như nó chỉ là chưa đầy bằng một con xe máy mà tay ga nữa nhỉ. Đấy. Rồi vậy em xin chào và hẹn gặp lại sau nhá.